trọn đời trình bá hạnh nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát, biết thương yêu nhau tất cả mọi loài, đều chung sống hòa bình trên thế gian này. Thứ ba, chúng con nguyện từ đời này đến mãi những kiếp về sau không thối thất nơi đạo vô thượng Bồ Đề. Nguyện cho sứ nguồn từ bi của chúng con chảy mãi không dứt. Nguyện cho mặt trời trí tuệ trong con sáng mãi để soi sáng của vô minh tâm tối nơi thế gian này. Thứ tư, chúng con nguyện có được năng lực bình đẳng đối với chúng sanh. Nằm xuống nghe bà Bảy đọc kìa. Nằm xuống đi. Chúng con nguyện cho tất cả chúng sanh biết thương yêu nhau, không làm tổn hại nhau. Kìa, ai kiếm kìa. Nói riêng cơm kìa. Đợi tay. Diễn cơm con, đi diễn cơm, đi diễn cơm, đau tay kìa, đau tay rồi kìa, đi diễn cơm con, rồi đau tay rồi, xu xu nhảy đau tay rồi, thôi đi diễn cơm, đi, gửi con. Đi diễn cơm. Đi xu ơi, nhanh lên nè. Nhanh lên. Ngoan đi nè. Bà nội đi đâu rồi kìa? Bà nội đi tùng lâm rồi kìa. Tiêu trời quá thân trái chủ đều được giải trừ. Phát tính tâm như hướng tâm bộ. Bà giữa ai vậy? Giữa bà Bảy nằm. Vô mắt. Nằm xuống cho bà Bảy giữa kìa. Rồi, xẹp lép luôn rồi. Rồi, xẹp lép rồi, như con tép đâu rồi. Con tép. Ây da, con tép. Con tép. Quắc đen. Đang. Nằm nữa kìa, nó kêu bà nằm nữa. Cừ lên đây. Cừ làm viên lâu chứ hả? Bà nấu cơm hồi chiều nghe khát ngạt, khát đen hết trơn.